Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của Gradient. Như mọi người thấy là hôm nay mọi người sẽ thấy một gương mặt mới xuất hiện trên kênh. Tại vì là bạn Chôm Chôm đã nghỉ rồi nên là hôm nay Mai sẽ quay video review xe để thay bạn Chôm Chôm luôn ha. Hiện tại thì Mai đang đứng tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và số hotline của Zalo của Mai là 0325-3233-789 ha. Bạn nào muốn tư vấn xe, muốn tìm hiểu về xe thì cứ alo để Mai hỗ trợ tốt nhất cho mọi người ha. Và đầu năm mới thì Mai xin được gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới tất cả các bạn trong suốt khoảng thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi xuyên suốt cùng với kênh Gradient ha. Và tiếp tục với series review xe thì hôm nay Mai sẽ review cho các bạn một dòng xe mà được mọi người ưa chuộng hiện nay, đó là Honda Future ha. Future thì hiện tại em đang cho các bạn xem là hai tông màu, là màu trắng đen và màu thứ hai là màu sơn 3D ha. Hiện tại cửa hàng em có độ sơn theo yêu cầu và với mức giá bán là 33 triệu đồng. Giá này em Mai đã bao VAT và không phát sinh một chi phí nào nha. Bạn nào mà muốn mua góp thì cứ trả trước cho Mai từ 3 triệu trở lên. Và thủ tục thì chỉ cần là căn cước công dân gắn chip đủ 18 tuổi. Đủ 18 tuổi ở đây là đủ ngày, đủ tháng thì mới được ha các bạn. Và không nợ xấu thì Mai mới hỗ trợ lên hồ sơ được nha. Sau đây thì Mai sẽ review chi tiết hơn về xe ha mọi người. Đầu tiên thì Mai sẽ review cho các bạn bản màu trắng đen. Màu này màu zin cho em nhé. Bản này bản màu zin cho em. Đèn thì sẽ được pha bởi đèn LED cho em này. Với mức phân khối là 125 phân khối. Và mọi người thấy là cái thiết kế này nó rất là mới lạ và lịch lãm luôn, tạo nên một điểm nhấn cho người lái này. Và yên xe mọi người xem yên xe nó rất là đẹp luôn cho em nhé. Đường cong yên xe tạo điểm nhấn cho xe luôn. Với dung tích bình xăng là 4.6 lít cho em nhé. Rồi, tiếp theo thì Mai sẽ review cho các bạn một mẫu sơn 3D. Hiện tại thì cửa hàng Mai có độ sơn theo cầu. Và theo mọi người thấy là cái màu sơn này nó rất là đẹp ha. Màu sơn này là gọi là màu xanh nhớt nhá mọi người. Xanh nhớt và bánh sẽ là bánh căm cho em này. Được chưa mọi người? Và nếu như bạn nào mà muốn độ lên khóa sắp bắc cây thì bên Mai vẫn có thể độ lên cho mọi người, độ sơn, độ tem gì nhá mọi người. Đây, cái màu nó rất là sáng cho em, yên xe cũng rất là đẹp, ngồi rất là chắc chắn. Cái này chở bồ đi chơi là ok ha. Và cái dòng này thì với mức giá bán là 33 triệu đồng. Và bạn nào mà đang có nhu cầu mua xe thì cứ alo liên hệ với Mai để được hỗ trợ cũng như là tư vấn cụ thể hơn nha. Bạn nào mà từ ở xa ghé qua An Thành Phát thì sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe khi mà liên hệ đặt lịch trước với Mai nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay của Mai nha. Xin chào.